Bản nhà nước có xe H100i Elite Cabriolet được bố trí tới 16 đèn LED RGB với các chế độ cài đặt khác nhau, tạo ra hiệu ứng ánh sáng tuyệt đẹp và có thể tùy chỉnh lựa chọn chế độ phù hợp với sở thích của bạn. Với tông màu đen toàn bộ cùng với đèn LED RGB sẽ làm cho góc PC của bạn thêm phần nổi bật. Trải nghiệm hiệu suất làm mát đáng kinh ngạc với mỗi quạt chạy từ 400 đến 2400 RPM. Thiết kế máy bơm với độ ồn thấp và cho hiệu suất cao làm mát yên tĩnh. Với phần mềm có xe IQ cho phép bạn điều khiển và đồng bộ hóa ánh sáng RGB của bộ làm mát với tất cả các thiết bị tương thích, theo dõi nhiệt độ CPU và chất làm mát cũng như điều chỉnh tốc độ quạt và máy bơm. Tất cả sẽ được quan sát dưới một giao diện trực quan nhất. Với cấu hình làm mát 0 RPM, trong phần mềm có xe IQ cho phép quạt dừng ở nhiệt độ thấp, loại bỏ tiếng ồn của quạt cũng như là tiết kiệm điện năng. Cấu hình làm mát 0 RPM trong phần mềm có xe IQ cho phép quạt dừng hoàn toàn ở nhiệt độ thấp và loại bỏ tiếng ồn cũng như là tiết kiệm điện năng. Sản phẩm đang được bán tại các showroom của Hà Nội Computer với chính sách bảo hành chính hãng 24 tháng.